Xin chào quý vị và các bạn đến với channel của mình. Tại thì có mặt tại Hà Nội 4, 94 Ngô Thị Nhậm, Hàm Trưng, Hà Nội. Hôm nay mình ở đây muốn giới thiệu cho quý vị các bạn trước For Everest, bản thấp nhất Everest Ambient số sàn. Giá niêm yết của bản này hiện tại thì đang là 999 triệu. Tuy nhiên giá bán thì thời điểm này rất là tốt, được khuyến mại khá là nhiều. Tại thời điểm quay video này là tháng 7/19, mức khuyến mại về xe sản xuất từ 2019 đang mua được khoảng từ 75-80 triệu. Những khách có nhu cầu thực tế và quan tâm chiếc xe muốn nhận được thông báo báo giá cuối cùng và sát nhất tại thời điểm mình mua thì là liên hệ hotline. Ok, về chuyển kho trong cái lớp phiên bản ám viên này thì là bạc thấp nên là sẽ là thiếu khá là nhiều option so với hai phiên bản cao nhất là Titanium. Bắt đầu từ đầu xe thì có thể thấy ở đây là sơn không phải là mạ chrome giống như là chen hay là titanium. Về đèn thì là đèn halogen với tơ, có giải đèn led thôi, à không, không có đèn led, chỉ là chrome mạ sương mù hoàn toàn là chứ không có cảm biến radar cảm biến cảnh báo. Cái động cơ thì Everest Ambient vẫn sử dụng động cơ 2.0 single turbo 180 mã lực và máy xoắn là 400. Tiêu thụ thì đây là số sàn nên là tiêu thụ rất ấn tượng, em sang cũng kiểm cấp chúng mình đi khoảng chân ga chân phanh và giữa thì chỉ hơn 8 lít dầu 100 km. Cái bản số sàn này thì khá là đơn giản. Đây là công tắc chỉnh đèn, gập điện, gió điều hòa, chỉnh vô lăng. Vô lăng thì cơ bản thôi, không có cruise control là adaptive cruise control. Về hồ xe thì rất là đơn giản thôi, sơ sài. Cần số này riêng em có Ambient này thì sẽ dùng số sàn 6 cấp các bạn nhé, ghế nỉ. Nhưng mà tuy nhiên thì vẫn được trang bị đầy đủ như là 10 túi khí. Tổng an toàn thì vẫn là đầy đủ thôi. Hàng ghế thứ 3 không gặp điện, không có đá cốp. Hàng ghế thứ 2 thì cố định. Một điểm nữa là chỉnh ghế ở trên em hết sẽ là chỉnh côn. Chỉ có bản Ambient số tự động và số sàn sẽ có cốp mở cốp điện tay hay là nhiều vị trí mở cốp. Ở ghế thứ 3 thì cổng sạc 12V, không có bấm gập điện, đúng sẽ là tay thôi. Về điều hòa, hệ thống chống ồn thì vẫn đầy đủ trang bị trên xe, và từ đó điều hòa chống chống ồn chủ động. Thực chất thì với cái mức giá khá là hợp lý, hiện tại giá bán rơi vào khoảng 900 triệu, thực sự là một mức giá rất là hợp lý so với xe 7 chỗ nhập khẩu như trước từ Thái. Dãi, cũng cát, đi để kho rồi. Ok, đây là white check, cái bản cao nhất YouTube. Về tổng thể thì hai chiếc xe sử dụng chung hệ thống khung gầm. Động cơ thì trên white check sẽ động cơ biturbo, động cơ biturbo tăng áp một cầu. Hỗ trợ
280 mã, đây là 213 mã. Đấy, ngay trên mang cá nó không biết đơn giản. Một cầu là xe Everest của Benzo. Hai cầu xe Bicubo. Tay nắm thì sơn theo màu xe, giống quạt chen, không có thông báo điểm mù chuyển hướng. Về nội dung chi tiết về so sánh với các phiên bản hay là nên chọn xe này, xe nào đi ra cập nhật sớm nhất. Hiện tại khách hàng muốn có báo giá chuẩn về xe Ford Ambien này thì liên hệ hotline. Nếu có khách hàng cảm thấy thích và ủng hộ kênh phát triển thì vui lòng để lại cho mình một like và một subscribe theo dõi. Có thể ấn vào thông báo hiện chuông để nhận thông báo khi ra mình ra video mới nhất. Cảm ơn.